Chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào quý cô bác trong và ngoài nước nha. Xin thưa quý anh chị các bạn, ngày hôm nay thì lại tiếp tục đến và trò chuyện cùng quý vị một tí xíu về cái vấn đề bất động sản. Thì xin thưa quý anh chị các bạn, hiện tại thì chắc hầu như tất cả mọi người đều biết rằng là cái câu chuyện bất động sản bây giờ nó không có suôn sẻ nữa ha. Nó te tua và nó tả tơi lắm, chứ nó đâu có được như trước kia. Và ngày hôm qua thì mình cũng có cơ hội mình đi lên trên quận 1 quý vị. Mình đi dọc những con đường Lê Thánh Tôn, những cái con đường gọi là những con đường là đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mình đi thì mình thấy một cái điều mà nó thật quý vị, mình chỉ có một cái cảm giác thôi, nó ngao ngán và nó chán chường đó quý vị. Đó là những cái biển mà cho thuê mặt bằng, rao bán nhà rồi sang tiệm sang quán mọc lên hàng loạt. Và hàng loạt những cái công trình xây dựng đó quý vị, để bơ vơ, để lạc loài và không hề có bóng dáng của công nhân thi công. Và thậm chí có nhiều cái hàng quán là mới vừa thấy đợt trước mới sửa chữa đề bản khai trương, và tới giờ đây thì bẵng đi một cái khoảng thời gian ngắn thôi thì quay lại đã thấy là đóng cửa rồi lại cho thuê mặt bằng. Thì xin thưa quý chị các bạn, sau cái đợt đại dịch Covid vừa rồi á, thì hầu như mọi người cứ nghĩ thế này là đại dịch Covid vừa rồi đúng không? Là cái năm sau đại dịch Covid thì mọi chuyện nó sẽ êm ả, nó sẽ suôn sẻ và nó sẽ thoải mái. Nhưng á, mà bây giờ á, thì chúng ta mới thấy được rằng á, là sau cái đại dịch Covid á, thì nó mới gọi là kinh khủng quý vị. Sau đại dịch Covid 2 năm, 3 năm thì nó mới gọi là kinh khủng. Còn cái giai đoạn đầu tiên ấy, của cái đại dịch Covid ấy, thì nó còn được sự hỗ trợ của chính phủ, hỗ trợ của các tổ chức, rồi có một cái lượng tiền cực kỳ lớn được chính phủ các nước in ra và đưa vào thị trường. Và lúc đó thì cái lượng tiền nó đi vào thị trường quá nhiều đi, nó dẫn tới là có nhiều hồi ấy, là nó sẽ có những cái câu chuyện mà thấy nó khởi sắc, nhưng mà khởi sắc ảo thôi quý vị các bạn. Còn giờ đây thì sao? Giờ đây thì cái thực trạng của nền kinh tế nó đã quá rõ rồi, nó lộ ra và hầu như tất cả mọi người đều thấy rằng là tình hình rất là khó. Và xin thưa quý chị các bạn, bây giờ mới nói đúng cái câu mà hôm trước em cũng làm một video, hai video gì đó nói rồi, đó là câu chuyện người giàu cũng khóc mà người nghèo cũng khóc trên thị trường bất động sản. Người giàu thì khóc theo kiểu người giàu và người nghèo khóc theo kiểu người nghèo. Còn trong thị trường bình thường thì nói thật quý vị, trong cuộc sống bình thường, bây giờ những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội khóc bởi vì thiếu những cái chi phí để sinh hoạt, vật giá gia tăng, và bây giờ đây thì có thêm một cái nữa, đó là tiền điện cũng tăng luôn quý vị. Còn người giàu thì khóc bởi vì hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ của họ, hàng ngàn tỷ của họ nó đang chôn vào một số nơi nào đó và nó không tạo ra bất kỳ một cái giá trị nào, không tạo ra bất kỳ một cái sự việc gì mà có lợi cho họ, và thế là chôn vốn. Đó, quý anh chị thấy không? Bởi vậy, người giàu khóc theo kiểu của người giàu và người nghèo thì khóc theo kiểu của người nghèo. Cái thời điểm này là cái thời điểm là ai cũng khóc mà ai cũng thê thảm và tè tua. Không có ai á, mà gọi như mà sung sướng cuộc đời đâu quý anh chị. Bây giờ, mọi người cứ thử đi ra ngoài chợ hỏi mua những cái món đồ, anh chị sẽ thấy á, là giá trị của những món đồ đó, giá cả những món đồ đó nó tăng cái vèo lên. Đó, thì anh chị cũng mua một ký thịt thôi. À, nhưng mà một ký thịt bây giờ nó mắc hơn ký thịt trước kia về mặt là cái gì? Giá cả. Đó, rồi đợt vừa rồi thì quý anh chị cũng nhìn thấy những người nông dân á, trồng cái này, trồng cái kia. À, sau bao nhiêu tháng trời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, xong cuối cùng á thì cũng đem đổ, đem bỏ, đem cày, đem xới lên để làm gì? Bởi vì đơn giản thôi, không có cái thị trường đầu ra. À, Trung Quốc nó chỉ cần là nó ngưng và nó không có nhập hàng cái là đuối đờ. Đợt trước Tết, giá sầu riêng thu mua 100.000 một ký, 101 một ký, 90.000 một ký. Bây giờ giá thì sầu riêng nó rớt cái bập xuống, giảm 30%. Đó quý vị thấy không ạ? Bởi vậy bây giờ nếu mà ai mà bắt đầu trồng sầu riêng á là phải lo lắng nha. Phải xem thử là của mình
nó như thế nào ra sao, có đủ để mà thu hồi hay không, vân vân nha quý vị. Không đơn giản đâu, cái này thì mình nói thiệt không hề đơn giản một chút xíu nào. Cái cây sầu riêng là một cây rất khó chịu, anh chị chỉ cần bỏ lơ mà không có nuôi nó trong một cái khoảng thời gian thôi là ối giời ơi, là ối dè luôn á, là lúc đó là cây nó suy rồi, nó tè le từ lưa hết. Cái cây sầu riêng mọi người hay gọi là cây của nhà giàu quý vị. Rồi thì xin thưa quý chị các bạn, bởi vậy á, hiện tại thì mình thấy có một điều đó là bà con nông dân ở các tỉnh miền Tây thì cũng đang đốn cam sành trồng sầu riêng, đốn xoài trồng sầu riêng, đốn mít thái trồng sầu riêng. Còn ở khu vực là Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Nguyên thì đốn cao su trồng sầu riêng, đốn cà phê trồng sầu riêng và đốn những cái loại cây dài ngày để trồng sầu riêng. Mà thậm chí có những người đó họ cũng không biết được rằng là cái cây sầu riêng mà họ trồng á thì nó có thể tồn tại, nó có thể sống trong bao lâu nữa quý vị, và phải bỏ ra chi phí bao nhiêu trong vòng một năm. Năm thứ nhất bao nhiêu, năm thứ hai bao nhiêu, năm thứ ba bao nhiêu, năm thứ tư bao nhiêu để có thể là thu hoạch sầu riêng quý vị. Thật sự á, một cái người mà đã trồng sầu riêng như em á thì em nói thẳng với bạn câu á, chi phí kinh khủng lắm. Để duy trì một cái mẫu sầu riêng thôi thì nó thật quý vị á, chi phí bỏ ra ghê gớm luôn. À, những cái năm đầu tiên á, thì thấy chưa ngọt đâu, nhưng mấy năm sau sẽ ngọt. Và theo như em dự đoán á, là trong khoảng thời gian tới, chắc có thể là 3 năm nữa, thì sẽ có một số người không thể nào chịu nổi và trụ nổi với cây sầu riêng, và sẽ xảy ra những cái tình trạng là bán rẻ đất, giống như là cái thời kỳ mà tiêu xuống giá vậy quý vị. Và lúc đó những cái rẫy sầu riêng sẽ được bán, mà bán gọi như là bán như cho luôn, bán chỉ lấy cái giá tiền đất thôi, còn cái cây bên trên đó thì hầu như là để chơi cho vui và không có cần phải quan tâm. Mà đặc biệt là bây giờ mấy cái giống sầu riêng mà R6, sầu riêng Thái vân vân á, là nó không phải là như mình trồng sầu riêng hộp đâu, mình vứt đó, mình để đó là nó tự động nó sinh sôi nảy nở, rồi mình tưới miếng nước, bỏ miếng phân là nó ra trái cho mình, đâu không có đâu. Chăm kinh lắm, chỉ cần khoảng tầm một tuần anh chị không chăm thôi là sâu nó ăn hết đọt, rồi thuốc men phân bón đủ cái kiểu, rất là kinh đó. Thôi hôm nay thì nói thật quý vị, cũng có một chút xíu chia sẻ cùng quý vị về cái vấn đề như vậy thôi. Chúc quý vị mọi điều tốt lành trong cuộc sống, cầu mong sức khỏe và sự bình an sẽ đến với quý vị và gia đình quý vị ha. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị, em xin phép dừng video đây nha quý vị, bye bye.